Chụp ảnh với dàn hot boy U23 về, ca nương Kiều Anh phát biểu quá choáng, chê bai Quang Hải khiến ai cũng nghẹn. Không chỉ các cô gái trẻ mà những người đẹp đã có chồng như ca nương Kiều Anh cũng bấn loạn khi được gặp U23 Việt Nam. U23 Việt Nam không chỉ gây sốt bởi những chiến công lịch sử, mà còn bởi ngoại hình đẹp đều và gu thời trang đơn giản nam tính. Những soái ca sáu múi không chỉ làm nghiêng ngả trái tim của bao cô gái trẻ, mà còn chiếm được cảm tình với cả những mỹ nhân đã lập gia đình. Ca nương Kiều Anh cũng không ngoại lệ, với tình yêu bóng đá sẵn có, từng hết mình cổ vũ các trận đấu ở giải U23 châu Á. Kiều Anh vô cùng vui mừng khi được gặp gỡ các cầu thủ ở ngoài đời. Vào buổi giao lưu với các cầu thủ được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 2 vừa qua, ca nương Kiều Anh có dịp gặp trực tiếp những anh hùng của bóng đá Việt Nam. Nữ ca sĩ hài hước trêu đội trưởng Hiếp, Trường ơi mở mắt ra nào. Bà mẹ bỉm sữa không giấu nổi sự phấn khích trước vẻ soái ca của Duy Mạnh đến mức phải thốt lên, đẹp trai quá em ơi là em. Đến lượt chụp ảnh cùng Quang Hải, ca nương Kiều Anh vẫn rạng rỡ, cười tươi rói, không khác gì một fan girl chân chính. Đồng thời, cô nàng còn đăng tải lên story bức ảnh, ông xã chụp cùng Quang Hải kèm bình luận. Đã bảo là chồng tôi cao mà các chị cứ bảo tôi bóc phét. Vậy là Kiều Anh đang khen ông xã mình cao thật hay chê Quang Hải lùn đây? Nhìn bề ngoài luôn dịu dàng thục nữ, nhưng thật ra Kiều Anh cũng quan tâm đến bóng đá nước nhà không kém bất kỳ ai. Sau trận đấu lịch sử của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, cô xúc động chia sẻ, hơn 20 năm sống trên đời, chưa bao giờ cảm thấy tự hào dân tộc đến như thế. Những chàng trai U23 Việt Nam, những Xuân Trường, Quang Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng chính là anh hùng trong lòng ca nương Kiều Anh và tất cả các khán giả Việt. Buôn mỹ phẩm đắt như tôm tươi, hóa ra Duy Binh Kỳ là con nhà nồi, nhìn cơ ngơi ở quê chắc sang nhất nhì U23. Thừa hưởng truyền thống kinh doanh của gia đình, thảo nào Duy Binh Kỳ lại buôn bán có duyên đến thế. Nguyễn Phong Hồng Duy là một trong những tiền vệ chạy cánh hay nhất của đội tuyển U23 Việt Nam và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh những pha tả xung hữu đột mãn nhãn trên sân cỏ, tuyển thủ đang khoác áo số 7 còn nổi tiếng với công việc kinh doanh mỹ phẩm online. Có chủ shop nào may mắn như Hồng Duy khi vừa tặng son đã được nữ ca sĩ Mỹ Tâm sử dụng ngay trên sân khấu trực tiếp. Với chiến lược kinh doanh thông minh, doanh số bán hàng của Duy Binh Kỳ đã tăng lên 3-4 lần sau thành công của đội tuyển U23. Tuy nhiên, ít người biết bản thân chân suốt sinh năm 1996 cũng là con nhà nồi khi cha anh, ông Nguyễn Tấn Phong đã có đến hàng chục năm hoạt động kinh doanh trong ngành vận chuyển hành khách. Thừa hưởng truyền thống của gia đình, thảo nào Hồng Duy lại buôn bán có duyên đến như thế. Nhà làm kinh doanh nên gia đình tiền vệ của đội bóng Phố Núi sở hữu một cơ ngơi khá giả so với mặt bằng chung của dàn tuyển thủ U23. Tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn Chân Thành, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, căn nhà của gia đình Duy Binh Kỳ có mặt tiền thoáng đãng và sâu hàng chục mét. Trước nhà có khoảng sân rộng rãi từng được cha Hồng Duy tận dụng làm nơi dựng rạp. Thuê trống mời bà con láng giềng đến cổ vũ trong dịp thi đấu giải vô địch châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam. Trước các trận đấu U23 ra quân, không khí tại quê nhà của Duy Binh Kỳ vô cùng sôi nổi. Góc sân nhỏ được gia đình Hồng Duy tận dụng trồng cây cảnh. Mỗi khi rảnh về thăm nhà, tiền vệ sinh năm 1996 còn dành thời gian chơi đùa với thú cưng. Trước cửa nhà, mẹ của Duy Binh Kỳ đầu tư bàn đá ngồi uống trà hóng mát. Phòng khách nhà chân suốt của Hoàng Anh Gia Lai khá rộng rãi và sang trọng. Bàn ghế và dàn nội thất gỗ trong nhà được bài trí khá ấm cúng. Tủ đựng cúp và huy chương suốt sự nghiệp thi đấu của Hồng Duy được cha mẹ anh coi như báu vật. Cấp ảnh kỷ niệm của tiền vệ khoác áo số 7. Mỗi khi có dịp về thăm nhà, Duy Binh Kỳ đều tranh thủ giúp cha mẹ dọn dẹp phòng ốc. Nhắn tin với Mỹ Linh, Angela Phương Trinh thì ngọt ngào, đọc tin nhắn của Bùi Tiến Dũng với tình cũ Carrick mà choáng. Cô nàng huyền thương này dại dột quá, tự nhiên đăng đoạn chat lên tường thế nào, không ngờ bị chửi sấp mặt. Khán giả chắc hẳn vẫn chưa quên cô gái huyền thương, chấp nhận hẹn hò cùng Carrick trong tập 17 của Vì Yêu Mà Đến cách đây không lâu. Tuy vậy, cả hai đã nhanh chóng dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, không phải yêu đương như nhiều người mong đợi. Ngay sau khi cả hai công khai chuyện này, thì huyền thương đã liên tục bị chỉ trích là dùng chiêu trò, chỉ lợi dụng Carrick để nổi tiếng. Mới đây cô nàng này
cũng đã có cơ hội gặp gỡ thủ môn Bùi Tiến Dũng. Khi về nhà, đã đăng một loạt ảnh chụp selfie thân thiết với chàng thủ môn hot nhất hiện nay lên Facebook và lại bị chửi sấp mặt. Chưa rút được bài học, cách đây ít giờ cô nàng lại tiếp tục trêu ngươi các fan girl khi đăng lên Instagram đoạn chat nhí nhảnh, thoải mái với Tiến Dũng và ngay lập tức Huyền Thương bị ném đá với loạt từ ngữ khó nghe từ dân mạng. Huyền Thương và Karik trong Vì Yêu Mà Đến. Cô nàng đăng ảnh thân thiết với Tiến Dũng cách đây không lâu và đã bị chửi sấp mặt. Hai người tỏ ra thân thiết thoải mái. Cách đây ít giờ, cô nàng này lại một lần nữa chọc giận dân mạng khi đăng đoạn chat của mình với Tiến Dũng. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Chị em lại tiếp tục vào mắng Huyền Thương, xối xả, khuyên cô bớt dựa hơi người khác. Hầu như tất cả bình luận đều vô cùng tức giận, không ưa Huyền Thương. Trước Huyền Thương, Tiến Dũng cũng đã nhắn tin với cả Angela Phương Trinh, Minh Tú, bình luận Facebook với cả Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Có thể thấy giọng điệu của nam thủ môn này rất nhẹ nhàng, nhiều lúc lại còn thả thính nữa. Tuy nhiên, khi nói chuyện với Huyền Thương thì Tiến Dũng đã không còn thả thính mà chỉ nói chuyện bình thường thoải mái. Tiến Dũng nói chuyện rất thoải mái với Phương Trinh, còn gợi ý cho cô cách tìm người yêu. Đoạn bình luận thả thính của Tiến Dũng và Mỹ Linh gây tranh cãi trước đó. Trước đó Tiến Dũng còn nhắn tin với Minh Tú nữa. Có một phần thưởng riêng hơn 120 triệu mà Quang Hải Bùi Tiến Dũng bị dúi vào tay cũng không dám nhận, quá nguy hiểm. Hai chàng trai vàng của U23 được ưu ái hơn, nhưng sự cố nghiêm trọng đã ập đến. Hiện vẫn chưa có một thông tin cụ thể nào về số lượng tiền mặt, quà thưởng đã về tay cầu thủ U23 trên thực tế. Chỉ biết rằng trước thềm chung kết, có rất nhiều công ty, doanh nghiệp, tổ chức hứa hẹn dành tặng cho các chàng trai nhiều món quà vật chất có giá trị lớn. Một trong số đó phải kể tới chuyến nghỉ dưỡng tới thiên đường hạ giới Monivo của một công ty du lịch tặng riêng cho vua phá lưới Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng, chi phí khoảng hơn 60 triệu một người. Không rõ Quang Hải và Tiến Dũng đã biết tới tin vui này chưa, dù thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn rằng hai chàng trai vàng của bóng đá Việt Nam sẽ không thể mừng rỡ đón nhận món quà ấn tượng này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là bởi từ ngày 6 tháng 2, chính phủ Maldives đã công bố tình trạng khẩn cấp 15 ngày do khủng hoảng chính trị. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã đưa ra khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Maldives trong thời gian này cho đến khi chính phủ nước này gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. Các công dân Việt Nam đang làm việc, học tập hoặc du lịch tại Maldives nên tránh đến các địa điểm tập trung đông người nhạy cảm, đồng thời thường xuyên theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn. Lực lượng an ninh Maldives đã được triển khai tại thủ đô để ứng phó với các diễn biến chính trị. Nói đi cũng phải nói lại, với lịch trình hoạt động dày đặc như vậy, có lẽ Quang Hải và Bùi Tiến Dũng sẽ hiếm có thời gian nghỉ ngơi hay thăm gia đình, chứ đừng kể đến việc đi du lịch nước ngoài, nhưng dù sao đây cũng là một thông tin bên lề bổ ích. Maldives là nơi vợ chồng khởi mi Kevin Khánh mới tới để hưởng tuần trăng mật. Á hậu Tú Anh chụp lại một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Ở những thông tin mới nhất, mỗi cầu thủ U23 được cho là mới nhận về khoảng 10 triệu đồng tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Những lần giải ngân tiếp theo sẽ được giải quyết trước Tết Nguyên đán. Người hâm mộ cũng mong những đơn vị cá nhân hứa trao thưởng cho U23 như danh sách trên sẽ giữ lời hứa và sớm thực hiện. Nữ doanh nhân Lê Vân Anh, vợ của đại gia Kim Cương, người từng là bạn trai của Hồ Ngọc Hà cũng tuyên bố tặng mỗi cầu thủ một cặp nhẫn Kim Cương trị giá 20 triệu khi họ kết hôn. Thời gian liên hệ để xác nhận là 3 tháng và có giá trị vĩnh viễn. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường ngỏ ý muốn tặng riêng cho cầu thủ Hà Đức Chinh. Anh là một fan cuồng của chân sút sinh năm 1997, quê Phú Thọ. Trấn Thành bất ngờ nhào đến tát Hải Triều trước mặt Lê Giang, lý do khiến ai cũng bật cười. Tham gia gala nhạc Việt, Trấn Thành luôn được khán giả đón chờ và yêu thích trong vai trò cầm trịch, cùng Hồ Ngọc Hà dẫn dắt xuyên suốt chương trình, và cũng là nhân tố chính góp phần mang đến những tiểu phẩm hài đặc sắc, giúp khán giả có những trận cười sảng khoái cùng những điều đáng suy ngẫm. Tiểu phẩm mang tên Gánh hát đầu xuân do Trấn Thành là tác giả, câu chuyện kể về gánh hát mưa ngàn nơi, luôn mở cửa phục vụ khán giả trong ngày Tết, nhưng phía sau màn nhung là sự tranh giành vai diễn của những người nghệ sĩ, của những nữ danh ca. Trong hình tượng giả gái, bà bầu xô Trấn Thành quyền lực cùng với con gái đanh đá đáng yêu Hải Triều, nữ danh ca phi bóng duyên dáng BB Trần và bà bán vé hài hước Lê Giang đã mang đến tiểu phẩm với nhiều cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố,
qua lối diễn xuất tự nhiên của các diễn viên, hứa hẹn sẽ là một trong những tiểu phẩm hài ăn khách trong mùa Tết này. Trấn Thành cùng Hồ Ngọc Hà diện áo dài đẹp duyên dáng làm MC, bên mai vàng mâm ngũ quả đậm không khí Tết. Ngoài những tiết mục được đầu tư hoành tráng trên sân khấu, phần dẫn dắt chương trình đến từ hai MC thông thái và duyên dáng Trấn Thành Hồ Ngọc Hà, luôn là một phần không thể thiếu trong chương trình. Những thông tin hữu ích, những chuyện vui ngày Tết được chia sẻ qua sự dẫn dắt khéo léo và tung hứng, đầy ăn ý từ hai MC Trấn Thành Hồ Ngọc Hà, luôn khiến khán giả bật cười và cuốn hút mỗi khi lắng nghe. Cả hai còn được chương trình dựng lên khung cảnh đầy ấm cúng và thân mật với những cây mai, mâm ngũ quả, bàn ghế gỗ, bánh mứt mang đậm không khí Tết trong nhà. Với sự chỉnh chu, chuyên nghiệp và ngày càng đầu tư qua mỗi số phát hành, Gala Nhạc Việt luôn là sản phẩm được công chúng yêu thích và đón nhận, mà còn được đông đảo nghệ sĩ thích quy tụ tham gia. Cũng trong chương trình, liên khúc đón Tết Xuân Ca là tiết mục quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhất từ trước đến nay. Ca khúc được thể hiện bởi 8 ca sĩ trẻ đẹp Sơn Ngọc Minh, Hoàng Kỳ Nam, Minh Trung, Hoàng Phan Trọng Quỳnh, Đỗ Phú Quý, Phạm Chí Thành, Trương Quốc Bảo, Nam Hy. Cùng sự trình diễn thời trang áo dài của các siêu mẫu á hậu tên tuổi được yêu thích lần đầu tham gia chương trình như Minh Tú, Phí Phương Anh cùng Thùy Dung, Thanh Hoài, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Thùy Linh, Đồng Ánh Quỳnh, Mỹ Duyên, My Lê Kiều Vĩ và 18 siêu mẫu nhí trình diễn 3 bộ sưu tập áo dài đến từ các nhà thiết kế Thuận Việt, Thiên Trang, Phương Nguyễn Siêu. Với trống lân rộn rã và vũ đoàn Minh Hoa, có thể nói đây là một tiết mục hoành tráng nhất từ trước đến nay với sự hội tụ của hơn 50 con người trên sân khấu, là một tiết mục kết hợp và ấn tượng của Gala Nhạc Việt số 11 về nhà đón Tết.